Kính thưa đồng hương Việt Nam ở hải ngoại, kính thưa toàn thể đồng bào, tôi đã nhận được nhiều sấm lệnh của cha trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt Nam chúng ta. Đây là ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt Nam chúng ta với vóc dáng ông Rồng bà Phụng. Và đương nhiên tôi đã nhận được nhiều sấm lệnh của hàng triệu anh hùng chiến sĩ trận vong đã vâng lệnh cha trời Thượng Đế Toàn Năng là Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần đã hiện ra trên mây trong lúc tôi hướng dẫn đồng bào cầu nguyện. Và kính thưa đồng bào, tôi đã liên lỉ làm việc từ năm 1999 cho đến ngày hôm nay là 29 tháng 10 năm 2014. Và đặc biệt là từ ngày 29 tháng 8 năm 2009, tôi đã chụp được những hình ảnh phép lạ vĩ đại của cha trời Thượng Đế Toàn Năng tỏ hiện ra trên mây để cảnh báo và dẫn dắt cho nhân loại là làm cách nào để được cứu rỗi, bởi vì cơ tận diệt đang bắt đầu xảy ra. Vì đây là thời mà kiếp đang chuyển qua thời thánh đức, vì thế tận thế đang bắt đầu xảy ra. Và đó là lý do tại sao đồng bào để ý bấy lâu nay, trong những năm rất gần đây là chiến tranh loạn lạc, vô cùng kinh hoàng, khủng khiếp, càng ngày càng khốc liệt. Đồng bào để ý từ lúc mà 9/11 cho đến bây giờ thì thế giới càng ngày càng tệ hại hơn chứ không có khấm khá hơn. Chiến tranh, bệnh dịch và cũng như những thiên tai trên quả địa cầu càng ngày càng khốc liệt hơn. Kính thưa đồng bào thân mến, và đặc biệt người Việt Nam chúng ta đã chụp được những hình ảnh phép lạ cảnh báo của cha trời Thượng Đế Toàn Năng về việc cảnh báo cho nhân loại được biết là tận thế đang bắt đầu xảy ra và nhân loại cần làm gì để được cứu rỗi. Và kính thưa đồng bào, người Việt Nam chúng ta đã nhận được những mặc khải và những phép lạ này trước tiên, bởi vì tôi là người Việt Nam và tôi đã hướng dẫn đồng bào Việt Nam chúng ta cầu nguyện và chúng ta đã chụp được những hình ảnh này trước, cũng như tôi đã nhận được những mặc khải vô cùng quan trọng của Thượng Đế ban cho nhân loại. Và Ngài ra lệnh bảo tôi và bảo đồng bào mau mắn nghe lời Ngài thông báo những tin mừng này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Thế nhưng hầu hết đa số đồng bào Việt Nam ở hải ngoại, tức là nhóm Việt Kiều, đã chưa làm bổn phận của mình. Điều này đã làm cha trời Thượng Đế Toàn Năng vô cùng bất mãn đối với sự hành xử của đa số người Việt Nam chúng ta ở hải ngoại. Đây là linh hồn của những anh hùng chiến sĩ trận vong đã hiện ra trên mây để cảnh báo cho chúng ta. Đây là hàng triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ kết tụ lại thành một ông rồng vĩ đại đang phun lửa. Đồng bào những có thể xem chi tiết trên trang website của chúng ta một cách rõ ràng hơn. Đồng bào nghĩ như thế nào? Tại sao cha trời Giêsu cho những hàng triệu anh hùng chiến sĩ này hiện ra với vóc dáng như thế này? Và cũng như nhiều phép lạ vĩ đại. Và trong đó có hình ảnh ông bà Tổ tiên Việt Nam chúng ta với vóc dáng là ông Rồng bà Phụng như thế này. Và nhiều phép lạ nữa. Kính thưa đồng bào thương mến, người Việt ở hải ngoại đã quá thành công, đã quá dư dật. Thế nhưng hầu hết đại đa số chúng ta, tôi nói là 99.999% đồng bào Việt Kiều ở hải ngoại đã chưa làm bổn phận của mình, phụ giúp tôi có thêm ngân sách để làm việc, phụ giúp quý vị chu toàn bổn phận của quý vị đối với công việc
đền đáp lại công ơn của Thượng Đế Toàn Năng, cùng lúc đền đáp lại công ơn của ông bà tổ tiên mình, và nhất là đền đáp lại công ơn của hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong đã hy sinh cho chúng ta được sống. Chúng ta cần có một văn phòng hoành tráng, làm việc 24/24, và đồng thời chúng ta cần có đầy đủ ngân sách để kêu gọi các cơ quan truyền hình, truyền thông, báo chí thế giới phụ giúp chúng ta thông báo những tin mừng này đến cho cộng đồng thế giới được biết gấp. Vì thế, đồng bào, người Việt hải ngoại, Việt Kiều không được phép chậm trễ nữa, bởi vì chúng ta đã quá chậm trễ. Những hình ảnh phép lạ này đã tỏ hiện ra bắt đầu từ ngày 29 tháng 8 năm 2009 cho đến ngày hôm nay là 29 tháng 10 năm 2014, trên 5 năm rồi. Thế mà cộng đồng Việt Kiều hải ngoại hầu hết 99.9999% đã chưa làm bổn phận của mình, phụ giúp tôi có ngân sách để làm việc cho nhanh chóng. Vì thế tôi thành khẩn và cảnh báo cũng như khẩn cấp kêu gọi tất cả Việt Kiều, những ai chưa làm bổn phận của mình, thì đây là cơ hội tốt nhất và là cơ hội cuối cùng để lập công chuộc tội, vì chúng ta đã quá chậm trễ. Một lần nữa, tôi Y sư Thánh Giống, đại diện Hội đồng Cứu nguy Việt Nam và nhân loại, kính chào tạm biệt. Và đây là địa chỉ để đồng bào liên lạc với chúng tôi. Những ai có thể gửi check hoặc money order thì xin gửi về địa chỉ này. Còn những ai sẵn sàng deposit vào account của chúng ta, thì xin đồng bào hãy gửi về địa chỉ này. Đây là cào của chúng ta. Và đương nhiên đồng bào mau mắn vào trang website của chúng ta gấp để xem xét, học hỏi về 12 phép lạ của Thượng Đế đã tỏ hiện ra, cảnh báo cho nhân loại được biết về việc tận thế đang bắt đầu xảy ra. Và Ngài kêu gọi chúng ta mau mắn lập công chuộc tội bằng cách là thông báo những tin mừng này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp, vì tất cả nhân loại cần được biết gấp. Nhờ đó mà nhân loại nhiều người sẽ được cứu rỗi nhờ hồng ân của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng qua những phép lạ này mà Ngài đã ban cho tất cả nhân loại, và tất cả nhân loại cần được biết gấp. Và người Việt Nam chúng ta đã được mời gọi trước để thông báo những hồng ân vĩ đại này cho tất cả nhân loại. Vì thế đồng bào không được phép chậm trễ nữa. Thành thật cảm ơn đồng bào đã theo dõi phần tường trình vô cùng quan trọng ngày hôm nay. Đồng bào nhớ làm bổn phận của mình gấp. Và đây là hình ảnh cảnh báo về việc sức nóng mặt trời đang tấn công vào quả địa cầu. Đây là sức nóng mặt trời đây, rất rõ ràng. Đây là khuôn mặt cho Trời Giê-xu cảnh báo. Và đây là cảnh báo về việc động đất, tsunami, nước biển dâng tới mây, sẽ có nhiều quốc gia trên quả địa cầu sẽ bị nhẫn chìm xuống đáy biển. Và sẽ có đói khát và nhiều chuyện lộn xộn lắm. Và thưa đồng bào quý mến, chỉ có Cha Trời Giê-xu là đứng duy nhất mới có thể cứu rỗi chúng ta mà thôi. Và phần chúng ta là chúng ta có bổn phận ăn năn sám hối, lập công chuộc tội và đồng thời sống theo những điều chỉ dạy của Cha Trời Giê-xu. Đồng bào nhớ nghe lời tôi nhắc nhở. Đây là cảnh báo khẩn cấp, cảnh báo khẩn cấp. Đồng bào nhớ khắc ghi vào tâm khảm của mình. Đây là phần thông báo khẩn cấp của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho.